Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với kênh của mình ha. Mình là Sơn Dùi đây. Kỷ nguyên của xe độ gần chấm dứt rồi anh em ơi. Bây giờ việc mà anh em sở hữu những chiếc xe jean á, nó sẽ ok và ổn định hơn những chiếc xe độ. Lý do vì sao ha? Ok, cùng mình đi vào video, let's go. Thì những anh em nào mà có cập nhật thông tin đó, thì anh em cũng biết rằng là sắp tới đây anh em ngày 1 tháng 1 năm 2025, có nghĩa là đầu năm sau á, thì chính phủ đã ra một cái quy định là kiểm soát lưu lượng khí thải của xe máy. Có nghĩa là những chiếc Winner nè, xe tơ nè, Rider nè, Sonic nè, anh em phải đi kiểm định trước khi anh em sử dụng xe. Cái thuật ngữ kiểm định này có thể là nhiều anh em chưa biết đúng không, nhưng mà những anh em nào mà biết về ô tô á, thì anh em cũng biết là ô tô á, là nó có một cái quy định kiểm định thường xuyên trước khi được sử dụng, mục đích chính là đảm bảo cái an toàn trong cái quá trình mà vận hành cũng như là sử dụng xe của anh em. Tuy nhiên là đợt này là áp dụng cái thuật ngữ kiểm định đó cho những chiếc xe máy, thì anh em nghe nó hơi vô lý đúng không? Tại vì thường xe máy nó làm gì mà kiểm định đúng không? Đó. Tuy nhiên là từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 thì chính phủ ra một cái nghị định là kiểm định khí thải đối với những chiếc xe hai bánh. Thì từ đó nhiều anh em bắt đầu sẽ có những cái phân vân lực và cân nhắc rất kỹ khi mà anh em đi những chiếc xe độ. Vì anh em cũng biết á, những chiếc xe độ á, thì nó sẽ cho cái lượng khí thải nó nhiều hơn so với cái quy định của nhà sản xuất. Đó. Cụ thể là những chiếc ví dụ giống như là 62 zin zin, 57 zin zin rồi các kiểu á, nói chung là anh em đã can thiệp vô máy móc á, thì nó sẽ cho nồng độ khí thải nó khác so với sản xuất. Thì từ đó anh em cũng biết được rằng là anh em đi kiểm định, anh em không đạt được cái tiêu chuẩn khí thải thì cái xe đó anh em không được cấp phép. Mà khi mà anh em không được cấp phép á, anh em di chuyển ngoài đường đúng không, anh em bị cảnh sát giao thông hỏi phạt, thì những chiếc xe đó sẽ bị tịch thu tại vì không đạt được tiêu chuẩn. Anh em nhớ giùm mình là tịch thu nha, có nghĩa là tài sản đó là bị tịch thu luôn, ở khả năng cao sẽ bị tịch thu, hoặc là anh em đóng phạt rất rất nặng nha anh em, tại vì những chiếc xe đó không đạt được tiêu chuẩn để đưa ra ngoài vận hành đó. Cho nên đó là đợt mà anh em cũng thấy cái giai đoạn mà kiểm định mà nhà nước chúng ta nó có vấn đề anh em, thì anh em cũng thấy là nhiều xe đâu có chạy ra được ngoài đường đâu, tại vì những chiếc ô tô này phải đủ điều kiện kiểm định mới được vận hành ở ngoài đường nha anh em, chứ không phải là không có kiểm định là anh em vẫn chạy được ngoài đường đâu. Đó, vấn đề không có, cho nên là anh em cân nhắc. Vậy như anh em bảo, ủa đi xe độ mà có gì đâu mà tự nhiên bị bắt rồi bị tịch thu đó, thì anh em cũng biết là nãy mình có nói với anh em á, cái nồng độ khí thải nó khác á, thì nó sẽ bị bắt. Rồi từ đây nhiều anh em sẽ đặt câu hỏi là vậy những chiếc xe jean mà đổ bô như thì như thế nào? Đó, thì những chiếc xe jean độ bô vẫn bị bắt. Vì sao mình lại nói như vậy? Vì những chiếc bô độ anh em thì đa số nó sẽ không có cái lớp tổ ong, mà nhiều anh em sử dụng á, anh em sẽ biết là cái lớp tổ ong nó là mục đích chính á, là để nó kìm hãm và nó giữ lại cái lượng CO2 nhiều nhất, nó làm cho những cái CO2 nó hạn chế nó thoát ra ngoài, nó đảm bảo được cái tiêu chuẩn đó. Thì tới đây mình sẵn tiện mình sẽ chia sẻ với anh em là ví dụ giả sử như vậy, thì những chiếc bô nào mà anh em có thể tự tin anh em sử dụng khi mà anh em di chuyển ngoài đường, mà để tới cái ngày kiểm định á, anh em đạt được cái tiêu chuẩn, thì đây mình giới thiệu với anh em, đây là chiếc bô Rider của mình ha. Với chiếc bô Rider này á, thì anh em cũng biết một điều á, là chiếc bô này á, mình vẫn giữ zin, có nghĩa là nó vẫn còn lớp tổ ong và nó vẫn còn lớp nỉ. Thì khi mà có cái lớp tổ ong đó, nó sẽ hạn chế cái nồng độ CO2 nè, từ đây nó thổi ra ngoài nè đó, thì nó sẽ đạt được cái tiêu chuẩn kiểm định nha anh em đó. Ví dụ những anh em nào đi ví dụ những Winner Sonic á, ví dụ anh em có thể độ những chiếc bô jean hoàn toàn nha, ví dụ anh em độ bô của Ed nè, độ bô của Rider nè, độ bô của Sonic nè ha,
thì anh em yên tâm vì nó đạt được cái tiêu chuẩn, tại vì nó có cái tổ ong nó giữ được khí CO2 đó. Còn tất cả các loại bô khác nha anh em, tất cả các loại bô khác trên thị trường, kể Uma rồi Red Leo Sonic rồi bô xăng lửa 68 rồi các kiểu á, thì anh em yên tâm đi, mình hứa với anh em 100% là anh em mang cái xe đó, mang những chiếc bô đó anh em đi kiểm định 100% là không đạt à, tại vì nó đâu có cái gì nó giữ được CO2 đâu, mục đích chính là nó làm thoáng nhất có thể mà anh em, đâu có những hàng nào mà làm ra những cái bô độ mà nó giữ lại lớp tổ ong làm gì cho nó tốn tiền. Cho nên là bây giờ cái kỷ nguyên mà xe độ mình nghĩ là dần dần nó sẽ hạn chế đi rất là nhiều, sau khi mà cái quy định ngày 1 tháng 1 về kiểm định cái lượng khí thải trên xe máy anh em ơi. Tuy nhiên nó có thể là nó vào đường cùng, nhưng thực tế thì nó lại khác, tại vì mình nghĩ rằng chắc chắn sẽ nhiều anh em chuẩn bị những cái phương án dự phòng. Có thể là anh em đi những cái bô độ không, nhưng mà khi mà kiểm định thì anh em lại về zin à, anh em gắn những cái bô zin vô, hoặc là những anh em đi máy lớn ví dụ đi 62 đồ các kiểu á, thì khi mà đi kiểm định thì anh em sẽ gắn hết đồ zin vô, anh em kiểm định xong đúng không, anh em lại gắn đồ chơi vô, thì đó cũng là một cái giải pháp mình nghĩ khá là hay để áp dụng vô cái quy định ngay bây giờ ha, tại vì mình thấy cái này là cũng là một cái cách rất là ổn anh em. Tuy nhiên là cái sự đánh đổi là anh em phải chuẩn bị đồ zin sẵn sàng, tại vì mình thấy thường nhiều anh em lên những cái cấu hình lớn á, hoặc là lên vô xăng lửa á, thì những cái đồ zin thì mình thấy đa số là anh em không còn giữ lại nữa, mà anh em sàng hoặc là anh em đổi zin để anh em lấy vô xăng lửa. Cho nên là sau khi mà cái video này lên, mình nghĩ nhiều anh em sẽ cân nhắc cũng như là đắn đo rất là nhiều về việc bây giờ anh em sạc zin hay là anh em mua một set vô xăng lửa mới về anh em để ở nhà thủ sẵn, rồi khi mà kiểm định thì anh em sẽ lắp zin vô anh em đi kiểm định hơn. Cái quy định kiểm soát về lượng khí thải của xe máy mà làm cho những chiếc xe độ nó đi vô ngõ cụt đâu anh em, mà chính vì cái sự kích động cũng như là cái sự mà cá nhân hóa của anh em, một số bộ phận mà quá khích làm cho cái tình trạng xe độ nó đi vô ngõ cụt. Thì cái này mình chia sẻ thật sự, ví dụ như anh em nào mà tham gia những cái nhóm tu liên tỉnh đồ các kiểu á, thì anh em cũng biết là bây giờ nó có cái tình trạng là đi cây xăng Hàm Tân đồ quay đầu các kiểu, hoặc là chạy xuống Hàm Tân để đua anh em. Tại sao bây giờ anh em có những cái suy nghĩ nó rất là lạ anh em, hoặc là anh em ra những cái con đường vắng rồi anh em dợt xe để gây sự chú ý, thì đó chính là một vài cái lý do. Hoặc là anh em đi xuống Vũng Tàu, anh em đi những chiếc bô độ, anh em đi quậy phá ở dưới đó rồi nào là anh em đi tu bạo lực đồ các kiểu á, anh em gây cho những cái phản cảm. Và bây giờ anh em cũng biết rằng bây giờ là xử phạt, có thể là xử phạt bằng camera, cho nên là việc mà những chiếc xe độ bây giờ đi nó rất là ngán. Và anh em cũng biết là bây giờ cái tình trạng mà kiểm soát nồng độ cồn nữa, thay vì người ta vừa kiểm soát nồng độ cồn mà anh em có thể vừa bị bắt những chiếc xe độ luôn. Cho nên là bây giờ từ cái xe độ nó không còn thịnh hành như hồi xưa nữa. Một cái điều mà anh em có thể nhìn thấy đó là anh chép CM. Anh chép CM là một trong những đàn anh rất là nổi tiếng và một trong những đàn anh làm xe độ rất là gọi là đẳng cấp anh em ở cái miền Nam này. Thì anh chép CM cũng đã chính thức là không làm xe độ nữa. Thì anh em cũng biết được rằng là cái tình trạng xe độ bây giờ nó rất là căng, bởi vì bây giờ không còn ai dám làm xe độ nữa, tại vì nó bị ảnh hưởng rất rất nhiều anh em. Nào là có thể là cơ quan nhà nước can thiệp vô, rồi nào là có thể là bị xử phạt đồ này nọ đó. Cho nên là mình thấy bây giờ xe độ không còn nhiều nữa. Cái thực trạng mà mình muốn chia sẻ với anh em, đây đường Mỹ Phước Tân Vạn, ô tô nó đậu đây rồi xe máy đi đâu đó. Nhiều khi bây giờ tài xế mà mở cửa ăn cái là mình dính chưởng ngay luôn á, anh em có tin không? Tài xế cho đúng không, không quan sát cái gương chiếu hậu, mở cửa ăn cái là mình dính, mà mình dính là mình kế bên đây là anh em hiểu rồi gì, rất nguy hiểm nha anh em. Bởi vậy mình bảo nhiều khi tối mình không dám chạy con đường này, nó ám ảnh mình lắm. Vì vậy là những anh em nào mà đang có ý định về xe độ, mình nghĩ là chắc anh em sẽ có những cái thay đổi ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì anh em đã theo dõi cái đoạn vlog ngắn ngủi của mình ngày hôm nay về xe độ không còn nữa, xe zin mãn đỉnh anh em.
Thì cảm ơn em rất là nhiều nha, bye bye anh em, và hẹn gặp lại anh em trong đoạn đóng tiếp theo về Winner, cũng như là những câu chuyện ha. Bye bye anh em.